Có thể thấy từ thực tế, sản phẩm ô cốp đã trở thành động lực cho nhiều địa phương, không chỉ đơn thuần là chạy theo thành tích hay là phong trào nữa. Hiện nay Đà Lạt có một điểm trưng bày và bán sản phẩm ô cốp tại 7A 1 Mai Anh Đào, phường 8 thuộc công ty cổ phần sinh học rừng hoa Đà Lạt dành cho du khách và nhân dân có thể dễ dàng tham quan và mua sắm. Và theo cập nhật thì hiện nay cả 4 trên 4 xã thuộc thành phố Đà Lạt đều đã có sản phẩm ô cốp xếp hạng từ 3 sao trở lên. Trong đó, xã Xuân Thọ có một sản phẩm 4 sao và hai sản phẩm 3 sao là súp atiso đóng hộp của công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thành Trang, dâu tây tươi Đà Lạt của hộ kinh doanh Nam Anh Farm, khoai tây của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Phước Lộc. Xã Xuân Trường có 4 sản phẩm 3 sao bao gồm hồng sấy gió công nghệ Nhật Bản của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đất Làng Cầu Đất, 3 sản phẩm cà phê của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hữu Cơ Sông Vũ. Xã Trầm Hành có tám sản phẩm 4 sao và một sản phẩm 3 sao gồm hồng sấy gió công nghệ Nhật Bản của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Trường Gia Phát, 6 sản phẩm cà phê và chè của công ty cổ phần chè cầu đất Đà Lạt. Xã Tà Nung có một sản phẩm ba sao là khoai lang của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Thành Đạt. Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, phát huy sáng tạo và sức mạnh cộng đồng trong sản xuất và hình thành các sản phẩm gắn với giá trị cộng đồng, phát triển liên kết theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực sản xuất, phát triển bền vững các sản phẩm hàng hóa, có phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu. Năm 2023, thành phố Đà Lạt phấn đấu sẽ có 15 sản phẩm ô cóp mới.